Xin chào quý vị khán thính giả của người Việt Channel, tôi là Bùi Như Mai từ Little Sài Gòn Orange County miền Nam California. Chương trình hôm nay chỉ là chương trình thu âm là tại vì uh, đi xa thành ra không có mang theo laptop để mà thu hình như mọi lần quý vị. Thì uh, tôi đang ở ngay giữa lòng Little Sài Gòn. Thì tối hôm qua là tối thứ sáu chúng tôi một số các bạn cùng chí hướng và ba anh Hoàng Bách Đinh Quang Tiến và Nguyễn Đình Minh Quốc. Chúng tôi có gặp nhau và có nói chuyện về tình hình tranh cử của Derrick Trần. À, xin nhắc lại để quý vị ở ngoài Hoa Kỳ biết là Derrick Trần đang ra tranh cử trước dân biểu hạ viện liên bang của khu vực 45 tiểu bang California. Đây là một khu vực à, phải nói là đông đảo dân cư Việt Nam nhất Hoa Kỳ và đây là cơ hội duy nhất để cộng đồng Việt Nam mình có thể đưa được một người con của dân Việt Nam vào Hạ viện Liên bang để tranh đấu cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam. Mà nếu chúng ta thất bại lần này thì coi như sau đây sẽ rất khó có cơ hội nữa. Đối thủ của Derek Trần là một người đại Hàn, bà Michelle Steele. Thì mấy ngày hôm nay bà ta ra sức đánh phá Derek kinh khủng luôn, gán cho em đủ loại xấu xa mà toàn là xạo láo thôi. Bà này được sự tiếp tay rất lớn của một số dân cử Việt Nam ở vùng Orange County này. Quý vị có thể tưởng tượng là tới giờ này mà chiêu trò chuột mũ cộng sản vẫn được đám dân cử Việt Nam phe của bà Steele cố vấn cho bá để đập ứng cử viên Việt Nam đối thủ. Và chiêu trò này vẫn được một số đông cử tri Việt Nam của khu vực 45 tin nếu mà cộng đồng chúng ta cứ để cho bà Michelle Steele và bè lũ dân cử Việt Nam tiếp tục lũng đoạn kiểu này, thì bà này chắc chắn coi thường, hay nói đúng hơn là sẽ khinh thường cộng đồng Việt Nam mình là quá yếu, dễ cả tin những chiêu trò, những xạo láo. Vì vậy, bà tranh cử với khẩu hiệu là tiếng nói của cộng đồng Việt Nam. Nhưng bà biết cộng đồng mình yếu, thì bà đâu cần làm tiếng nói gì gì để mà tranh đấu cho chúng ta nữa đâu. Bác chỉ cần chụp mũ là bác đủ thắng cử rồi. Chuyện tranh cử của bác đơn giản chỉ có thế thôi. Chỉ cần chụp mũ thôi. Nhưng đó là nỗi nhục của cả một cộng đồng quý vị. Thành ra chúng tôi thành khẩn kêu gọi đồng bào Việt Nam mình ở khu vực 45. Hãy tỉnh táo đi. Đừng để bị mắc lỡm nữa. Đừng để cách trò chụp mũ rẻ tiền làm hại cộng đồng. Đừng để... Chúng ta đừng để bị sỉ nhục mà chúng ta phải chứng tỏ sức mạnh của cộng đồng để mà bầu cho đúng người đại diện cho chúng ta. thì trở lại chương trình của chúng ta hôm nay, chương trình vừa rồi tôi có gửi đến cho quý vị bài viết của ban chủ biên báo The New York Times viết về lý do tại sao họ ủng hộ Kamala Harris cho chức tổng thống. thì hôm nay là bài viết khác cũng từ một tờ báo rất là uy tín mà tôi thường hay dịch báo. À, hay dịch bài từ bài từ báo này đó là báo The Atlantic. Họ cũng viết về lý do báo The Atlantic ủng hộ Kamala Harris cho chức Tổng thống Hoa Kỳ. Và đó là tựa đề bài viết của họ ngày 10 tháng 10 năm 2024 do Bùi Như Mai dịch. Lần thứ ba, trong 8 năm, dân chúng Hoa Kỳ phải quyết định xem coi có muốn Donald Trump trở thành Tổng thống của họ lần nữa hay không. Không cử tri nào còn có thể nói là không biết Donald Trump là ai vào cái thời điểm này. Con người Donald Trump không những chả còn gì để nói mà cũng chả còn gì để cần biết thêm vì quá chán ngán. Tính cách của cái người đàn ông này đã sờ sờ trước mắt chúng ta quá lâu rồi. Chơ chẽn và không hề thay đổi. Đến mức nó đã giết chết hết khả năng suy nghĩ của chúng ta để có thể có những suy nghĩ gì mới về ông ta. Điều này nó đã giúp giải thích cho sự mâu thuẫn kỳ lạ giữa sự nhàm chán và sợ hãi trong nền chính trị của Hoa Kỳ. Bất cứ khi nào mà Trump cảm thấy không còn ai chú ý tới mình là ông ta sẽ tìm cách quậy. Như ông ta gọi đối thủ của mình bằng một cái tên kinh tởm hoặc ông ta sẽ tuyên bố những lời lẽ xúc phạm đến những quân nhân đã hy sinh hoặc ông ta đe dọa sẽ lật ngược cuộc bầu cử nếu ông ta thua. Hoặc ông ta thề sẽ cai trị Hoa Kỳ như một tên độc tài nếu ông ta thắng. Trump biết rằng những điều ông ta nói cũng chẳng thể thay đổi quan điểm của bất kỳ ai nghĩ về ông ta. Nhưng ông ta nói thì ông ta vẫn cứ nói. Gần một nửa số cử tri đã ủng hộ Trump vào năm 2016 và tiếp tục ủng hộ ông ta vào năm 2020. Và số này có vẻ cũng sẽ ủng hộ ông ta vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Số cử tri ủng hộ Trump là cố định và không thể tranh cãi. Cuộc bầu cử lần này giống như hai cuộc bầu cử trước sẽ được quyết định bởi một tỷ lệ cử tri cực kỳ nhỏ ở một số ít tiểu bang chiến địa bởi vì chúng ta có một tên ác độc và nguy hiểm nhất trong lịch sử hoa kỳ là ứng cử viên tổng thống nên báo the atlantic đã ủng hộ những đối thủ của trump là ứng cử viên của đảng dân chủ hai lần trước đây đó là bà hillary clinton và joe biden hai lần chúng tôi ủng hộ vừa rồi chỉ là lần ủng hộ thứ ba và thứ tư của báo the atlantic kể từ khi báo The Atlantic này ra đời vào năm 1857. Lần thứ nhất, chúng tôi đã ủng hộ Abraham Lincoln làm tổng thống vào năm 1860. Mặc dù chúng tôi đã không ủng hộ Abraham Lincoln vào năm 1864 vì những lý do hiện giờ không rõ vì hồ sơ đã bị mất. 104 năm sau là lần thứ hai chúng tôi đã ủng hộ Lyndon Johnson năm 1964 làm tổng thống. Vào năm 2016 là lần thứ ba chúng tôi đã ủng hộ Hillary Clinton vì lý do tương tự như lý do chúng tôi đã ủng hộ Lyndon Johnson năm 1964. Bà Clinton là một ứng cử viên đứng đắn. Bà sẽ là một tổng thống có khả năng và chúng tôi đã ủng hộ bà vì bà đang tranh cử với một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa rõ ràng là một tên bốc đồng và bất tài. Trong tất cả những tính xấu của Trump, đó là những lời lăng mạ sỉ nhục người khác, tính độc ác, lạm dụng quyền lực, kinh doanh thì ma giáo và các tội hình sự mà Trump đã phạm thì cái biến cố đã chứng minh là chúng tôi đã quá đúng khi chúng tôi đã ủng hộ Hillary Clinton và Joe Biden. Đó là bạo loạn ngày 6 tháng 1 năm 2021. Khi Trump là tổng thống đầu tiên ông ta đã ra sức lật ngược kết quả của một cuộc bầu cử hợp pháp và ông ta đã ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa. Năm nay thì Trump thậm chí còn hung dữ và bốc đồng kinh khủng hơn nhiều so với trước đây và những quan điểm của các cố vấn thân cận nhất của trump còn cực đoan hơn nữa trump đã nói rõ rằng ông ta sẽ sử dụng nhiệm kỳ thứ hai để củng cố quyền lực nắm gọn trong tay mình sẽ trừng phạt và trả thù tất cả những kẻ thù và sẽ thi hành các chính sách cực hữu cực đoan mà hầu hết dân chúng hoa kỳ không có muốn như vậy Báo The Atlantic của chúng tôi đã tiên đoán đúng. Khi chúng tôi ủng hộ Abraham Lincoln vào năm 1860 thì khi đó báo The Atlantic đã viết là chúng tôi tin rằng cuộc bầu cử này là bước ngoặt trong lịch sử của đất nước chúng ta. Và cuộc bầu cử năm nay cũng vậy, cũng sẽ là một bước ngoặt lịch sử. Về ứng cử viên mà chúng tôi đã chọn ủng hộ cho kỳ bầu cử tổng thống lần này, báo the atlantic là một tờ báo có nhiều nhân viên với những lý tưởng khác nhau chúng tôi có những nhân viên rất là cấp tiến và đối với một số người thì quan điểm chính sách của kamala harris quá trung dung trong khi đối với những người khác thì họ lại nghĩ bà harris quá cấp tiến và cách đề cử bà harris ra tranh cử không theo như truyền thống mà chúng ta đã có và bà harris bà đã thận trọng không ra mặt nhiều để công chúng và báo chí biết đến bà nhiều như chúng ta cần phải biết về bà nhưng chúng tôi biết chắc một vài điều sau khi bà đã làm việc cả đời cho cách chức vụ công quyền thì bà harris là người luôn tôn trọng luật pháp và hiến pháp bà tin vào các quyền tự do giá trị bình đẳng và giá trị của tất cả dân chúng hoa kỳ bà không bị vấy bẩn bởi tham nhũng bà chưa hề có tiền án phạm tội hay hồ sơ phạm tội tấn công tình dục bà không làm xấu hổ dân hoa kỳ của chúng ta bằng ngôn ngữ tục tiễu và hành vi đồi bại hoặc xúi dục cho dân chúng chống đối lẫn nhau bà không lấy lòng những tên độc tài bà sẽ không lạm dụng quyền lực của chức vụ cao nhất để giữ quyền lực bà harris tin vào nền dân chủ và tất cả những điều này là lý do khiến tạp chí The Atlantic ủng hộ bà Harris chứ không phải vì bất cứ chính sách nào của bà. Sự ủng hộ này sẽ không có gì thắc mắc đối với những người chống Trump, mà nó cũng không quan trọng đối với những người ủng hộ ông ta. Nhưng đối với những cử tri vẫn còn đang lưỡng lự chưa biết bầu cho ai giữa hai ứng cử viên này, Mas số cử tri này chính sẽ là những người quyết định số phận của đất nước của cái chức tổng thống thì việc liệt kê những điểm mạnh của bà harris hoặc viết một danh sách rõ ràng chống lại trump vẫn là không đủ đối với họ lý do chính khiến những cử tri này còn đang lưỡng lự đó thì việc bỏ phiếu cho bà harris không chỉ là vấn đề về chính sách hay đảng phái đâu mà đó là bầu cho bà Harris để đánh gục Trump là cách duy nhất để giải thoát chúng ta khỏi cơn ác mộng chính trị mà đất nước của chúng ta đang mắc kẹt và chúng ta hy vọng sẽ thoát ra để tiến tiếp tới con đường tiếp theo trong quá trình phát triển dân chủ của đất nước. Hiện giờ thì đất nước Hoa Kỳ đang ở trong giai đoạn mà ngôn ngữ chính trị chứa đầy thù hận và chia rẽ đầy những thuyết âm mưu và dối trá xạo láo, gia đình và cộng đồng thì chia rẽ, lãnh đạo chính trị thì hèn nhát, dân theo đuôi thì toàn sống trong ảo tưởng. Phải nói là Trump không Trump không phải à, không không hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả những cái điều này đâu. Nhưng chừng nào Trump vẫn còn nắm đảng cộng hòa thì điều đó sẽ không bao giờ chấm dứt tức là những cái điểm mà tôi vừa mới kể ở trên đó quý vị sức mạnh của trump là trump đã đầy được đất nước vào tình trạng luôn sợ hãi và luôn phẫn nộ cuồng điên tức là dân mỹ quay lưng lại chống lẫn nhau đối với hàng triệu cử tri cảm thấy bị cô lập và không thuộc về phe phái chính trị nào thì những người ghét những gì đất nước đã trở thành như ngày nay và tin rằng đất nước có thể sẽ tốt hơn thì việc đưa trump về vườn là bước đầu tiên chúng ta cần phải làm nếu anh là người bảo thủ cộng hòa không thể chấp nhận được các chính sách về thuế và di trú của bà harris nhưng cũng ghét sự thối nát hèn hạ của đảng cộng hòa thì chỉ có đánh bại trump lần này mới cho phép đảng cộng hòa của anh có cơ hội có thể phục hồi và sau đó anh cứ sẽ thoải mái tự do phản đối tổng thống harris một cách theo như ý anh muốn thì giống như anh chúng tôi mong muốn một đảng cộng hòa của ronald reagan của bob dole của john mccain và của mitt romney tôi chúng tôi mong muốn cái đảng cộng hòa này quay trở lại đó là một đảng hoạt động dựa trên những lý tưởng thực tế Chúng tôi tin rằng nền chính trị Hoa Kỳ lành mạnh nhất khi hai đảng làm việc chung với nhau trong các vấn đề về chính sách. Còn nếu anh là người cấp tiến và luôn cho rằng đảng Dân Chủ là công cụ của tư bản Mỹ, thì tốt hơn anh hãy đi nói chuyện với những người mà tới giờ này nè. Họ vẫn không thể tha thứ cho chính họ vì họ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên thứ ba là ông Ralph Nader vào năm 2000 để phá Al Gore vậy thì anh hãy tự hỏi coi nên chọn ứng cử viên nào bây giờ harris hay trump người nào sẽ có các chính sách mà anh quan tâm và nếu anh là một trong số nhiều người mỹ không thể chịu đựng được chính trị và chả muốn dính líu gì đến nó thì hãy nên nhớ rằng trong một nước dân chủ không hành động gì cũng có nghĩa đó là một hành động rằng không ai có thể có hai cái tay sạch sẽ và vô tội cả. Và như một bài uh, của báo The Atlantic chúng tôi viết năm 1860 như thế này, mỗi một công dân bằng cách nào đó đều đã tham gia vào việc điều hành xã hội dù trực tiếp hay gián tiếp. Với lá phiếu mà chúng ta bỏ, chúng ta không chỉ thực hiện quyền công dân của mình, cho lợi ích cá nhân của mình, mà đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta đang góp phần vào nền dân chủ và chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những hậu quả và bất kỳ sự thay đổi nào cho đất nước về sự lựa chọn của mình. Trump là con nhân sư cản đường nước Mỹ bước vào tương lai tươi sáng hơn. Tôi mở ngoặc ở đây nha quý vị. Con nhân sư, đó, tiếng Anh gọi là Sphinx, là một sinh vật huyền thoại trong văn hóa Ai Cập và Hy Lạp cổ đại. Trong thần thoại Ai Cập thì nhân sư có hình dáng của một con sư tử với đầu người, tượng trưng cho sức mạnh và trí tuệ. Trong thần thoại Hy Lạp thì nhân sư thường mang hình dáng lai giữa đầu của người còn mình là sư tử và có cánh. Thì nhân sư trong câu chuyện Hy Lạp thì cái cái con nhân sư này nó sẽ đặt ra những câu đố để đố người đi đường và nếu mà không ai trả lời được á thì sẽ bị nó giết. Và nhân sư nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp là nhân sư ở Thebes, là người đã bị Oedipus giết khi anh ta giải đúng câu đố của nó. Tôi xin đóng ngoặc ở đây. Thì trong thần thoại Hy Lạp, con nhân sư đã giết mọi khách đi đường ngang qua nó nếu không trả lời được câu đố của nó. Cho đến khi Oedipus cuối cùng đã giải đúng được câu đó của nó, khiến cho con quái vật này bị tiêu diệt. Và câu trả lời cho số phận của Trump đã nằm trong tay của tất cả dân chúng Hoa Kỳ. Đó là chúng ta chỉ cần Trump biến. Kính thưa quý vị, đó là ý kiến của báo The Atlantic về Trump là một cá nhân rất tệ. Và tại sao họ lại mạnh mẽ ủng hộ bà Harris? Thì quý vị thấy đây là lần bầu cử thứ ba của ứng cử viên Donald Trump. Và Trump chưa bao giờ được một tờ báo hay một cơ quan truyền thông uy tín nào của Hoa Kỳ ủng hộ ông ta cả. Nhưng vấn đề vẫn là dân trí của dân Hoa Kỳ. Vì có bao nhiêu người đọc được những tờ báo uy tín này để họ có những suy nghĩ đúng đắn về Trump. Khi các báo uy tín đã gàn đã gào khàn cả cổ là Trump là con người tệ mạt ra sao, sẽ làm hại đất nước Hoa Kỳ như thế nào, làm hại nền dân chủ không những của hoa kỳ mà sẽ ảnh hưởng lên toàn thế giới tự do luôn trump chỉ biết thủ lợi cho cá nhân của ông ta rồi đến gia đình của ông ta chứ lo gì cho dân đâu quý vị ơi mà tại sao họ cứ ngồi đó mà họ hóng mỏ lên để mà chờ trump mà mà mà, 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 mà lo cho dân cho nước là sao hả quý vị họ cứ ngồi mơ mộng hão về trump sẽ đặt um, sẽ là một tổng thống đặt America first tức là nước Mỹ trên hết. họ vỡ mộng rồi quý vị. vì sau đây tôi xin mời quý vị cùng cùng với tôi nghe bài phân tích này để thấy Trump Trump đã uh, đặt nước Mỹ lên trên hết Đó. cái bài báo này nó cho chúng ta thấy là Trump đặt nước Mỹ lên trên hết ở chỗ nào nè. Và bài viết này có tựa đề là Nga nhúng tay vào chính trị Mỹ là có thiệt. Bất kể một số một số người đã, đã ra sức phủ nhận và họ gọi đó, đó là chuyện bịp bợm. Đó là bài viết của David Graham trên báo The Atlantic ngày 11 tháng 10 năm 2024 và cũng do Bùi Như Mai Dịch. Thế là hết chuyện America First. Nước Mỹ trên hết rồi nha tình cảm và sự ngưỡng mộ của donald trump dành cho những tên độc tài chuyên đi áp bức và khát máu đến bây giờ đã quá quen thuộc đến mức có thể không ai còn ngạc nhiên nữa nhưng sự quen thuộc này nó cũng quái đản đến mức nó cũng không được đánh giá đúng mức về sự bất thường và nguy hiểm của nó mà kinh khủng hơn nữa là còn có người không tin rằng đó là sự thật là trump ngưỡng mộ các tên độc tài nhưng mà đôi khi quý vị có một chuyện gì đó xảy ra để nhắc lại cho mọi người là Trump mê các tên độc tài ra sao. Đó là chuyện trong tuần này. Khi những câu chuyện từ cuốn sách sắp ra mắt độc giả của ký giả lão thành Bob Woodward, đó là cuốn War, Chiến tranh. Trong cuốn sách này thì Bob Woodward viết rằng vào năm 2020, trong giai đoạn đại dịch đang hoành hành cao điểm, Trump đã ưu tiên sức khỏe của Putin hơn là sức khỏe của toàn dân Hoa Kỳ nhé. Trump đã gửi cho Putin máy test Covid để cho ông ta sử dụng cho cá nhân vào thời điểm mà những chiếc máy này rất khó kiếm và vô cùng cần thiết cho dân chúng Hoa Kỳ đang chống chọi với Covid. Và điện Kremlin đã xác nhận chuyện Trump gửi Covid test cho Putin là đúng, trong khi ban tranh cử của Trump đã phủ nhận một cách không rõ ràng. Trong lúc đại dịch đang ở cao điểm, thì Trump nói với toàn dân Hoa Kỳ rằng mọi người chỉ nên xét nghiệm ít, thôi, ít, ít thôi. Thế là hết. Coi như chuyện nước Mỹ trên hết cũng hết. Chấm dứt chuyện nước Mỹ trên hết nha quý vị nha. Không còn cái chuyện Trump coi nước Mỹ trên hết nữa vì Trump coi Putin hơn mà. Theo Bob Woodward, thì Putin nói với Trump, Hey, ông nhớ đừng nói với bất kỳ ai là ông đã gửi những thứ này cho tôi đấy nha. Và Trump trả lời, I don't care. Tôi chả có sợ, ok? Putin vẫn lo sợ dùm Trump nên nói với Trump là, ha không không, no, no, no. Tôi không muốn ông nói với bất kỳ ai vì mọi người sẽ bực và ghét ông. Đấy. Chứ họ không có ghét tôi đâu vì họ không quan tâm đến tôi. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nga đã xấu đi kể từ khi Trump mãn nhiệm. Đặc biệt là kể từ khi Nga xâm lược một cách tàn bạo và đẫm máu vào Ukraine kể từ năm 2022. Nhưng mà theo ông Bob Woodward thì Trump vẫn giữ liên lạc với Putin. Như là một phụ tá của Trump đã nói rằng Trump và Putin vẫn nói chuyện phone với nhau và có thể nói chuyện lên tới 7 lần trong khoảng thời gian kể từ khi Trump rời White House vào năm 2021. Trump tuyên bố công khai về chiến tranh ở Ukraine là Putin sẽ không bao giờ dám xâm lược Ukraine dưới thời Trump làm Tổng thống vì sức mạnh của ông ta. Trump lớn lối huynh hoang cái kiểu như vậy. Đó. Tuy nhiên, bằng chứng vẫn tiếp tục được khui ra cho thấy là Trump yếu thế trước bất cứ đòi hỏi gì của Putin. Và Putin đã có thể sai khiến Trump làm những gì mà Putin muốn. Và Trump đã làm y như vậy hết lần này đến lần khác để chiều lòng Putin. Thí dụ, Trump đứng về phía Putin thay vì các cơ quan tình báo của Hoa Kỳ tại hội nghị thượng đỉnh gây sốc ở Helsinki năm 2018. Thí dụ, khi Trump không dám nêu vấn đề Nga can thiệp bầu cử năm 2016 trong một cuộc nói chuyện điện thoại với Putin năm 2019. Thí dụ, khi Putin muốn Trump phải im lặng về việc Trump gửi Covid test cho ông ta, nếu Trump hoanh hoang là ông ta có thể gây sức ép với Putin hiệu quả như vậy đó, và Trump vẫn còn giữ liên lạc với Putin cho đến ngày nay, thì tại sao Trump không sử dụng cái ảnh hưởng đó để gây sức ép buộc Nga phải rút quân ra khỏi Ukraine và chấm dứt ngay cái chiến tranh xâm lược này? Tại sao Trump không làm được? Putin không phải là tên độc tài duy nhất mà Trump ngưỡng mộ đâu quý vị. Sự ngưỡng mộ của Trump cho thấy một kiểu giống y hệt nhau về những cảm tình của Trump dành cho các tên độc tài. Khi mà những tên này đó Họ chả làm gì hoặc là làm rất ít Phải nói là không làm gì có lợi ích cho Hoa Kỳ Để mà đổi lại cái sự ngưỡng mộ của Trump cả Hành động rõ ràng nhất của Nga Để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 Bằng cách Nga đã hack Đã xâm nhập trái phép vào hệ thống email Của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ Và họ đã Do gì các email này ra này. Ngay sau khi mà Trump kêu gọi công khai Là Trump kêu gọi Nga Hãy làm cái chuyện hack này Cái chuyện mà, mà xâm nhập bất hợp pháp này Rõ ràng đây là một thí dụ Hiếm hoi về sự Mà có đi có lại giữa Trump và Nga Mặc dù có đi có lại Nhưng mà cái chuyện này Không có lợi gì cho Hoa Kỳ cả Và Trump rất khoái tên độc tài Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan Mặc dù Erdogan đã thản nhiên lờ tít những yêu cầu của Trump về việc Thổ Nhĩ Kỳ không được xâm lăng Syria và không được mua vũ khí của Nga, nhưng mà Erdogan bất chấp sự phản đối của Hoa Kỳ. Về tin về tên Kim Jong ổn của Bắc Hàn, Trump cũng không thể im cái mồm của ông ta để không nói các điều tốt đẹp về cái anh ổn này. Như Trump định bợ nhưng mà Trump định bợ ổn như vậy đấy, mà cũng không đạt được mục đích giải giới vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn. Mặc dù Trump đã có một hội nghị thượng đỉnh râm rộ ồn ào với ổn ở Hà Nội, một số dân Hoa Kỳ dường như vẫn không muốn tin rằng Trump ngưỡng mộ những tên độc tài này. Mặc dù Trump đã công khai khen ngợi họ, khen ngợi những cái tên độc tài này nè, với dân chúng Hoa Kỳ mà. Trong cái nhiệm kỳ đầu tiên, đó, các cố vấn của trump đã cố gắng che chắn không cho dân chúng thấy những tình cảm của trump dành cho putin quý vị biết không họ đã viết cho trump một cái nốt khi mà trump lên tôi nhớ là hôm đó là một cái buổi phỏng vấn một cái buổi một cái buổi gì của trump đó. trump ngồi có quay tv thì các cố vấn của trump đã viết cho trump một cái nốt để nói với trump là Đừng có gọi điện thoại chúc mừng Putin sau khi mà Putin thắng trong một cuộc bầu cử gian lận. Và các cố vấn lúc đó đã viết rõ ràng ba chữ Đừng chúc mừng lên trên cái cạc đưa cho Trump. Nhưng mà Trump đâu có nghe lời cố vấn đâu quý vị. Tất nhiên là Trump đã phone để chúc mừng Putin. Khi Putin cảnh cáo Trump không được tiết lộ việc Trump gửi Covid test cho ông ta tức là Putin hiểu rất rõ tình hình chính trị của Hoa Kỳ, hơn là trump hiểu vì nếu tin này mà lộ ra ngoài đó, thì chắc chắn sẽ gây tai hại cho trump trong khi trump không không thể không thể đủ không thể có đủ sâu sắc để nhận ra được cái điều như vậy hoặc là trump cũng không cần quan tâm về cái chuyện mà trump lo lắng về sức khỏe cho putin tuy nhiên trump vẫn không ngừng công khai bày tỏ tình yêu của mình cho những tên độc tài bao gồm một chuyện quái đản trong buổi tranh luận tổng thống vào tháng trước với Kamala Harris. Thì chuyện nó như thế này quý vị. Quý vị nhớ là trong buổi tranh luận thì Kamala Harris có nói đó là các nhà lãnh đạo thế giới đang cười chế nhạo Donald Trump. Trump trả lời như thế này. Để tôi kể cho cô nghe về các nhà lãnh đạo thế giới đây này. Victor Orbán là một trong những người được kính trọng nhất. Đó họ gọi ông ta là một lãnh đạo mạnh mẽ ông ta là một người cứng rắn thông minh thủ tướng hungary mà họ đã nói tại sao cả thế giới đang loạn tung lên vậy ba năm trước thì không không có loạn và tại sao nó lại đang loạn tung lên bây giờ thì ông ta nói bởi vì thế giới đang cần trump trở lại làm tổng thống trump nói như vậy trong buổi tranh luận đó quý vị thì Victor Orban không được ai trên thế giới kính trọng cả. Ông ta là kẻ bị thế giới xa lánh, hoặc ít nhất họ coi ông ta là kẻ chuyên gây phiền toái. Và không phải Trump không hiểu Victor Orban là ai đâu quý vị. Trump biết rõ Victor Orban là tên độc tài chuyên chính, nhưng Trump vẫn ca ngợi Orban và ca tụng Orban lạc mạnh mẽ dù rằng thế giới không ưa Victor Orban. Và cái sự ủng hộ của Orbán cho Trump đó, nịnh bợ Trump như vậy đó. Mà Trump rêu dao là điều đáng, mà Trump đang rêu dao đó. Chính là điều đáng cho chúng ta lo ngại. Và Trump nói về Victor Orbán trong một buổi tranh luận tổng thống như vậy đó. Cho thấy là Trump dễ dàng bị thao túng. Chỉ bằng lời nịnh hót. Chỉ bằng lời nịnh hót như vậy thôi quý vị. Nhiều người tới giờ này, họ vẫn tin rằng chuyện Trump có thông đồng với Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016 là không có thật nha. Chỉ được dựng lên để mà hạ uy tín của Trump thôi. Thì công tố viên đặc biệt Robert Mueller lúc đó, đó ông đi điều tra coi Nga có dính líu gì đến bầu cử năm 2016 để giúp Trump hay không. Thì ông Robert Mueller này, ông không tìm thấy đủ bằng chứng để kết luận rằng có một âm mưu tội phạm hình sự nhưng mà điều đó không có nghĩa là mối liên hệ giữa Trump và Nga là không đáng lo ngại. Vì mối quan hệ này đã được công khai chứ không phải là chuyện ai bịa đặt ra cả. Và theo cuốn sách của Bob Woodward thì Trump vẫn liên lạc với Putin một cách bí mật cho đến ngày hôm nay. Đã có lúc thì các nhà bình luận có vẻ bối rối và ngạc nhiên trước tình cảm của Trump dành cho các tên độc tài này bởi vì nó đi ngược lại hoàn toàn với các giá trị truyền thống của Hoa Kỳ. Đó là những gì? Thứ nhất, tôn trọng pháp luật Hoa Kỳ nha, tôn trọng pháp luật từ lãnh đạo xuống tới dân. Trong khi Trump mê các tên độc tài, mà độc tài thì đâu có tôn trọng pháp luật. Thứ hai, Hoa Kỳ tôn trọng hiến pháp, tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do cá nhân. Còn các tên độc tài mà Trump yêu, á, thì đâu có tôn trọng các quyền tự do của con người đâu. Thứ ba, Hoa Kỳ tôn trọng các bậc tiền nhân lập quốc Hoa Kỳ. Vì các vị này đã thành lập một đất nước Hoa Kỳ dân chủ tự do, chống lại chế độ độc tài và chống lại quyền lực tập trung vào một tay cá nhân. Nhưng mà Trump vẫn tôn sùng các tên độc tài này. Điểm thứ tư là Hoa Kỳ, đó, về lợi ích của Hoa Kỳ thì trump ca tụng độc tài và nó chính cái chuyện ca tụng này của trump nó sẽ làm suy yếu vị trí của hoa kỳ là một nước đứng đầu về dân chủ trên thế giới như vậy không còn lý do gì để nói là chúng ta không biết về trump nữa nha trump đã cố gắng lật ngược một cuộc bầu cử mà ông ta đã thua ông ta phủ nhận rằng mình đã thua mặc dù ông ta đã thua một cách rõ ràng luôn và Trump rất thoải mái vui mừng khi ông ta kích động bạo loạn để duy trì quyền lực. Và Trump không hối hận. Khi ông ta kích động cái đám côn đồ tấn công vào quốc hội, tức là tấn công vào nền dân chủ của Hoa Kỳ, đó, Trump đã nói rằng ông ta muốn trở thành một lãnh đạo độc tài vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai. Rồi sau đó ông ta nói chữa, ông ta chỉ nói đùa thôi mà rồi trump cũng đưa ra ý tưởng dẹp hiến pháp qua một bên luôn nếu mà trump trở lại chức tổng thống thì các luật sư của trump sẽ thuyết phục tối cao pháp viện cấp cho trump quyền miễn tố tuyệt đối đối với bất kỳ hành vi nào được họ cho là hành vi chính thức của tổng thống trump mê những tên độc tài trump ngưỡng mộ quyền lực của họ Trump mê mẩn cái khả năng cái khả năng của những cái tên độc tài này nè không bao giờ bị ai kềm chế cả tức là họ sẽ không bao giờ bị thua và Trump muốn trở thành một lãnh đạo độc tài y như họ kính thưa quý vị đó là bài viết của ông David Graham trên báo The Atlantic khi mà Trump đặt mạng sống của Putin quan trọng hơn mạng sống của toàn dân Hoa Kỳ. Tức là Trump đã tự đi ngược lại chủ trương America First, nước Mỹ trên hết. Mà Trump luôn lại nhảy từ cái năm 2016 khi Trump ra tranh cử lần đầu và cho đến bây giờ. Mà tôi vẫn không hiểu tại sao mà dân Mỹ vẫn hóng mỏ ra chờ ông ta là sao vậy quý vị. Chờ gì từ một tên tội phạm như vậy trump ra tranh cử lần này nè và ông ta muốn thắng bằng mọi cách để không bị ngồi tù chứ ông ta lo gì cho dân cho nước đâu có chính sách gì cho dân cho nước không cái nhiệm kỳ đầu trump để lại một đất nước tà tơi cho biden lên giải quyết và nhiệm kỳ 2 này nếu mà trump thắng thì đất nước hoa kỳ còn rách nát ra sao nữa mà cử tri vẫn không thấy được con người thật của trump là điều phải nói là rất là khó hiểu quý vị ơi kính thưa quý vị đó là bài, uh, bài dịch và nhận định cho ngày hôm nay thì hôm nay là ngày thứ bảy uh, tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật vui và bình yên và tôi uh, xin kính chào quý vị và chúng tôi sẽ có những uh, tường trình về cái buổi Um, rock the vote tức là khuyến khích mọi người đi bầu ngày hôm nay, trưa, trưa hôm nay là trưa thứ bảy với Derek Trần và có ông uh, chủ tịch khối thiểu số của Hạ viện tức là ông Jeffrey Hake, ông Hakim Jeffries thì ông này là uh, lãnh đạo của nhóm dân chủ Hạ viện dân chủ của nhóm uh, của các dân biểu dân chủ ở Hạ viện thì ông sẽ có mặt ngày hôm nay và chúng tôi sẽ tường trình lại quý vị cái buổi này trong những chương trình kế tiếp nha quý vị nha xin kính chào quý vị ạ